Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, U23 Thái Lan đại thắng, đầu bảng U23 châu Á, báo nhà ví như vị thần. Chiến thắng tưng bừng và cực sốc 5-0 của đội chủ nhà U23 Thái Lan trước U23 Bahrain ở trận ra quân giải vô địch U23 châu Á 2020 cùng ngôi đầu bảng A đã giúp thầy trò Akira Nishino nhận được lời có cánh từ chính đối thủ và báo chí quê nhà. Bị đánh giá yếu thế nhất trong số 4 đội bóng góp mặt ở bảng A vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á 2020, nhưng đội chủ nhà U23 Thái Lan đã chơi tuyệt hay trong trận ra quân đối đầu U23 Bahrain. Trước đối thủ Tây Á từng thắng U23 Việt Nam 2-1 ở trận giao hữu gần đây, các học trò của huấn luyện viên Akira Nishino đã chơi tấn công rực lửa và vùi dập bóng đá của nhà cầm quân Sami Chamam với tỷ số khó tin 5-0. Kết quả này cùng với việc trước đó U23 Australia bị U23 Iraq cầm chân với tỷ số 1-1 đã giúp U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu. Còn U23 Bahrain xếp bét bảng A sau trận lượt đầu tiên giải U23 châu Á năm nay, nơi đội chủ nhà quyết tâm lọt top 3 để có thành tích tốt nhất dự Olympic Tokyo. Báo chí Thái Lan đã thi nhau dành những lời có cánh ca ngợi chiến công mở màn giải đấu ấn tượng của đội chủ nhà. Tờ SMM Sport giật tít rất kêu với nhan đề: đứng đầu bảng như một vị thần, Thái Lan tấn công và thắng đậm Bahrain 5-0 để chiếm ưu thế ở bảng A. Với hàm ý ngầm vì lối chơi tấn công tốc độ và kỹ thuật dứt điểm tốt của đội bóng con cưng trước đối thủ đáng gờm đến từ Tây Á. Cũng trong bài viết này, tác giả ca ngợi huấn luyện viên người Nhật Bản Nishino rất sáng suốt khi áp dụng sơ đồ chiến thuật giàu sức tấn công 4-2-3-1 với Supachop Sarachat chơi ở vị trí số 10. Sufanat Moenta trái, Anon Amolasak phải hỗ trợ tích cực cho trung phong Supachai Jadet. Với kết quả vừa qua khi vùi dập U23 Bahrain 5 bàn không gỡ, U23 Thái Lan được tờ SMM Sport kỳ vọng tiếp tục giành kết quả tốt nhất có thể khi đối đầu với U23 Australia, đối thủ mạnh nhất bảng A ở lượt trận tiếp theo diễn ra lúc 20h15 phút tối ngày 11 tháng 1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala, Bangkok. Trong khi ấy, tờ CM Sport cũng cho rằng U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh đúng lúc để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau kỳ SEA Games 30 quá đỗi thất vọng tại Philippines. Tờ báo thể thao nổi tiếng xứ chùa vàng ca ngợi bộ đôi Sufanat Moenta, Jaren Sargsyan đều đã lập cú đúp bằng bàn thắng vào lưới U23 Bahrain dù đội nhà bước vào trận đấu với nhiều sức ép. CM Sport cũng dẫn lời phát biểu của huấn luyện viên Sami Chamam U23 Bahrain trong cuộc họp báo sau thảm bại trước U23 Thái Lan vừa qua. Tôi đánh giá cao U23 Thái Lan khi họ cho thấy thế lực, phong độ thi đấu tốt hơn. Điều đó đã cho phép họ ghi đến 5 bàn vào lưới chúng tôi. Chúng tôi hy vọng ở hai trận đấu tiếp theo, toàn đội giành kết quả tốt. Chúng tôi phải chấp nhận rằng chúng tôi có vấn đề về thể lực, bởi vì trong hiệp 2, tuyển U23 Thái Lan có thể cạnh tranh với chúng tôi một cách hoàn hảo. Đây là điều mà chúng tôi phải nhìn nhận lại để khắc phục khuyết điểm này nhanh nhất có thể. Tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở các cầu thủ của mình. Dù thua nhưng chúng tôi vẫn còn 2 trận nữa và sẽ giành kết quả tốt nhất. Chỉ có cách đó mới giúp chúng tôi có cơ hội để chơi Olympic 2020 tại Nhật Bản, huấn luyện viên Sami Chamam của U23 Bahrain nhấn mạnh. Bên cạnh U23 Thái Lan, đại diện còn lại của bóng đá Đông Nam Á đó là U23 Việt Nam ra quân ngày mai ngày 10 tháng 1 ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Đội bóng của chúng ta với tư cách đương kim á quân sẽ kỳ vọng rằng khởi đầu suôn sẻ khi chạm trán U23 UAE lúc 17h15 phút chiều ngày mai trên sân Chang Arena Buriram. Huấn luyện viên Nishino nói gì sau chiến thắng 5-0 của U23 Thái Lan? Nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh mình đã luôn nói với các cầu thủ U23 Thái Lan rằng không được sợ trước các đối thủ mạnh hơn. Trả lời họp báo sau trận, huấn luyện viên Akira Nishino chia sẻ rằng việc là chủ nhà giúp chúng tôi có nhiều lợi thế. Chúng tôi đã cố gắng chơi phóng khoáng ngay từ những phút đầu tiên, đá thật nhanh để có bàn thắng sớm. May mắn là điều đó là thành công giúp Thái Lan dễ đá hơn. Trong hiệp 2, chúng tôi tập trung để duy trì sự tỉnh táo, áp đảo, từ đó có được chiến thắng đậm. Ông tiếp tục. Nhà cầm quân người Nhật Bản tiết lộ những gì đã nói với học trò trước trận. Tôi luôn nói với các cầu thủ đừng e sợ đối thủ, hãy cố gắng dàn xếp thế trận và lao lên tấn công. Có rất nhiều hoài nghi, nhưng Thái Lan đã chơi tốt. Dù trên lý thuyết, Thái Lan vẫn có thể bị loại, nhưng chúng tôi đã thực sự chiến đấu.
Chúng tôi luôn nói rằng dù đối thủ có thực sự chất lượng và mạnh hơn, nhưng đừng sợ hãi hay nghĩ là mình kém hơn, mà phải cố gắng để chứng minh chúng ta đủ khả năng để cạnh tranh ở đẳng cấp này. Chúng tôi phải thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm, nhưng tất cả luôn chỉ đạo cầu thủ không tập luyện thể lực hay kỹ thuật, mà phải rèn luyện sự tập trung, quyết tâm tới từng trận đấu. Ông Nishino nhấn mạnh. Trong trận ra quân, ông Nishino không sử dụng tiền vệ Benjamin Davis đang thuộc biên chế Fulham. Chia sẻ vấn đề này, nhà cầm quân người Nhật Bản cho hay. Benjamin Davis có kỹ thuật tốt nhưng khả năng giao tiếp với đồng đội hạn chế. Chúng tôi muốn sử dụng cầu thủ có tốc độ và đã thành công. Tuy nhiên tôi tin rằng sau một thời gian nữa, Benjamin Davis sẽ giành được cơ hội để thi đấu. Nói về trận đấu với Australia ngày 1 tháng 11, ông Nishino khẳng định. Nhiều cầu thủ sẽ có cơ hội đối đầu với Australia. Họ phải hiểu được hệ thống chiến thuật khi đá với đội mạnh hơn. Tôi phải nhắc lại với các cầu thủ, đừng lo về Australia, hãy tập trung vào những gì mình làm tốt nhất. Đó là vấn đề cốt lõi. Cựu huấn luyện viên tuyển Nhật Bản khẳng định lực lượng cũng như sự gắn kết của các cầu thủ Thái Lan giờ không khác là bao so với thời SEA Games 30. Tuy nhiên, ông Nishino cho rằng mình đã không thể kiểm soát được tình hình tại Philippines. Với việc Thái Lan trở thành chủ nhà, các cầu thủ trở nên quyết tâm, thấu hiểu nhau hơn và chơi bóng tự nhiên hơn. Ông Nishino khẳng định. Trước Bahrain, U23 Thái Lan hoàn toàn đè bẹp đối thủ với thứ bóng đá chủ động và cống hiến trong suốt 90 phút. Những người ghi bàn cho tiểu voi chiến đó là Suphanat Muenta, Jaren Sack đều có cú đúp và Supachop Sarachat. Chiến thắng này giúp Thái Lan đứng đầu bảng A sau lượt thi đấu đầu tiên khi ở trận trước đó, giúp U23 Australia hòa Iraq 1-1. Nhấn chìm Bahrain trong cơn mưa bàn thắng, U23 Thái Lan khởi đầu mỹ mãn tại giải U23 châu Á. Chiến thắng đậm đà trước U23 Bahrain đã mở ra cánh cửa để U23 Thái Lan tiến sâu tại giải U23 châu Á, tổ chức trên sân nhà. Bất chấp những kết quả kém cỏi tại SEA Games 30, huấn luyện viên Akira Nishino vẫn luôn tự tin mỗi khi chia sẻ mục tiêu của U23 Thái Lan ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Các cầu thủ Thái Lan trong mỗi lần trả lời luôn bày tỏ niềm tin và bất ngờ tại giải đấu tổ chức trên sân nhà. Ngay sau tiếng còi khai cuộc ra quân, tiểu voi chiến cho thấy vì sao họ lại mạnh dạn đặt mục tiêu tiến xa. So với SEA Games, U23 Thái Lan tỏ ra nhuần nhuyễn và tự tin đáng kể. Những đường phối hợp mạch lạc, tốc độ khiến hàng thủ U23 Bahrain trao đảo. Và phải nói thêm rằng, Bahrain dường như có chút tâm lý khi nhập cuộc làm ảnh hưởng đến các pha xử lý bóng. Phút thứ 12, Suphanat từ cánh trái xâm nhập vào vòng cấm Bahrain. Sau hai chạm xử lý đường truyền từ đồng đội, chân sút 17 tuổi khéo léo đánh bại thủ môn, mở tỷ số 1-0 cho U23 Thái Lan. Bàn thắng sớm giúp đội nhà chơi hứng khởi hơn. Tốc độ của Suphanat và Supachok trở thành vấn đề lớn với U23 Bahrain. Đội bóng Tây Á không có một phương án phòng ngự hữu hiệu và thường xuyên bị qua mặt một cách dễ dàng. Cơ hội liên tục đến với Thái Lan, nhưng các chân sút xứ chùa vàng hết lần này đến lần khác bỏ lỡ. Suphanat một lần nữa đưa bóng trúng sang ngang. Một lần nữa không thắng được thủ môn trong thế đối mặt, còn Supachai sút bóng trúng cột dọc. Thời gian cuối hiệp 1, U23 Bahrain bắt đầu có nhiều hơn những pha tấn công có nét. Những tình huống treo bóng đem tới cho họ cơ hội dứt điểm, uy hiếp khung thành Thái Lan. Một chút lo âu đến với người hâm mộ Thái Lan, bởi nếu để Bahrain san bằng tỷ số, chưa biết điều gì sẽ đến. Nhưng Supachok đã sớm hóa giải nỗi lo này ngay đầu hiệp 2. Chân sút khoác áo Buriram thực hiện động tác đẩy bóng đầy bất ngờ bên cánh phải, dứt điểm vào góc hẹp. Thủ môn Bahrain bị bất ngờ và đẩy bóng đi vào bên trong khung thành. Dẫn trước hai bàn, U23 Thái Lan không còn tấn công dồn dập như trước. Họ lùi thấp đội hình, vừa đảm bảo sự phòng ngự chắc chắn hơn, vừa nhử Bahrain vào cái bẫy phản công. Cách chơi này tỏ ra lợi hại. U23 Thái Lan tìm được vô vàn khoảng trống để các phản công nhanh, khi mà hàng thủ Bahrain vốn đã chậm chạp lại buộc phải dâng cao. Từ một trong những tình huống đó, Suphanat ghi bàn nâng tỷ số 3-0. Vẫn là một tình huống dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, không cho thủ môn Bahrain cơ hội cản phá. Từ lúc này, đội bóng Tây Á hoàn toàn vỡ trận, họ không còn nỗ lực trong việc tổ chức tấn công và khá hời hợt ở các tình huống phòng ngự. U23 Thái Lan thoải mái nhảy múa trong vòng cấm Bahrain, ghi thêm 2 bàn thắng trong những phút cuối. Trận đấu khép lại tỷ số không tưởng 5-0 nghiêng về U23 Thái Lan. Tiểu voi chiến tạm thời đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2020. Với lợi thế điểm số, hiệu số và sự hưng phấn lên cao, U23 Thái Lan có cơ hội lớn để giành được một trong hai tấm vé lọt vào vòng tứ kết.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.